Dạ vâng, hôm nay Thịnh sẽ bật mí cho mọi người một bất động sản mà giá tốt hơn thị trường tầm khoảng là 10 giá mọi người, hơn 10 giá đó. Hiện tại là Thịnh đang đứng ở vị trí này là ngã ba nha, giữa đường này là đường Phạm Văn Đồng nè mọi người. Đây, đường Phạm Văn Đồng cho mọi người dễ thấy này. Đây là đường Phạm Văn Đồng này. Thì đường Phạm Văn Đồng này rộng tầm khoảng là 28m nha. Đó, và đây là ngã ba, giữa đường rộng 28m là đường Phạm Văn Đồng và đường bên đây là rộng 22m là đường Thân Nhân Chung. Và cái vị trí này mọi người nó cực kỳ đẹp luôn. Vì thứ nhất này, cái view của mình hướng ra này là ra biển là cách tầm khoảng là chưa tới 300m. Hai tòa nhà kia chính là mặt biển của thành phố Nha Trang. Và dãy phía này là đất biệt thự mọi người. Bên này là khu đô thị mới của phường Vĩnh Hòa và họ chỉ được xây 3 tầng thôi. Tức là họ xây chiều cao là 13,5m thôi. Xây 3 tầng, đất biệt thự. Còn cái bất động sản mà Thịnh đang muốn giới thiệu mọi người giá tốt hơn thị trường 10 giá. Tại vì họ đang rất cần bán mọi người, họ rất thiện chí bán, đang rất cần bán luôn. Cho nên giá tốt hơn thị trường tầm khoảng 10 đến 15 giá. Đó, và đây mọi người không giấu mọi người, đây chính là bất động sản này. Đó, với bờ ngang của nó là 5m1 mọi người, 5m08 và nở hậu nha. Cái hướng này là hướng nam nhìn thẳng ra biển mà đặc biệt là nở hậu. Nở hậu là phía sau tầm khoảng là khoảng 5m6 mọi người. Phía trước là 5m1, phía sau là 5m6. Thì tí nữa Thịnh cho mọi người xem cái sổ hồng một cách cụ thể chi tiết nha. Đó, thì vừa nhận được cái mức giá họ giảm đột ngột thế này tại vì họ cần tiền lắm. Đó, và sổ họ đang để ngân hàng cho mọi người yên tâm tuyệt đối luôn. Tại sổ đang ở ngân hàng nha. Ở mình mua bán thì một cách rất là dễ dàng, ngân hàng sẽ hỗ trợ cho mọi người luôn. Đó, thì cái vị trí này Thịnh thấy là quá nhiều điểm mạnh mọi người. Vừa là hướng nam mát mẻ này, vừa là nửa hậu này, và vừa là lưng tựa vào núi nha. Lưng của nó sẽ tựa vào quần thể núi Cô Tiên. Thì tí nữa mọi người sẽ xem toàn cảnh flycam, Thịnh sẽ quay đầy đủ cho mọi người luôn. Toàn cảnh flycam để mọi người biết được cái tổng quan của khu vực này. Sau lưng là họ làm rất là nhiều những căn hộ cho thuê nha mọi người, căn hộ cao tầng á. Là lưng của mình sẽ tựa vào núi Cô Tiên và view của mình sẽ hướng về biển. Đó, và đặc biệt là khu này là đường lớn đã thoáng rồi, ngay ngã ba. Ngay ngã ba mà lại là cái khu vực qua lại này mọi người thấy không? Đây cái vạch qua đường này mọi người thấy không? Đây, nhà mình là ngay gần một vạch qua đường này và đây là vạch qua đường thứ hai. Tức là mình có hai vạch qua đường là một vị trí có thể là buôn bán kinh doanh ở tương lai cực đẹp. Đó, tức là cái vị trí của nó mọi người và phong thủy là cực đẹp. Tại vì thường cái đường Phạm Văn Đồng nó to mọi người, đường Phạm Văn Đồng tới 28m. Thì nó sẽ có cái ranh giới gọi là cái dải ngăn cách ở giữa đường. Nhưng mà vị trí của mình đây là vị trí qua lại xe thoải mái luôn. Đó, và ngay ngã ba đường lớn cho mình đổ xe rất là nhiều vị trí để đổ xe được. Tức là khi mà mình có kinh doanh đó, thì rất là nhiều vị trí. Thì đó là những cái điểm mạnh rồi. Bật mí thêm cho người nữa, điểm mạnh nữa cho người. Là cái bất động sản này của mình là rẻ hơn thị trường. Nhưng mà bên này này họ cũng đang bán thì giá bằng thị trường thôi. Nhưng nếu mà cô chú anh chị có nhu cầu mà mua cái bất động sản mặt tiền rộng ngay ngã ba view biển Nha Trang, đó, gọi là mình có tiềm lực mạnh, mình muốn mua để dành hoặc là để xây khách sạn, thì đây là một lựa chọn cực kỳ tuyệt vời. Tức là mình có thể mua một cái, mua thêm cái thứ hai, là bờ ngang của mình hơn 11m mọi người. Là một bờ ngang cực kỳ lý tưởng. Mà trong khi nha mọi người, khu này là mình được xây dựng tự do và được xây dựng 6 tầng. 6 tầng một tâm là giấy phép bình thường mọi người. Đó, tại vì đây đất của dân nha mọi người, đất của dân, đất chuẩn chỉnh. Còn phía bên này là đất biệt thự. Nó có sự khác biệt rất là lớn mọi người. Đất biệt thự thì mình xây dựng bị khống chế chiều cao và bị khống chế về mật độ xây dựng. Còn đất này của mình là được xây dựng một cách rất dễ dàng, một cách tự do. Đây, vỉa hè của mình rộng tầm khoảng là, Thịnh xem nào. Vỉa hè nha. 1, 2, 3, 4 mét vỉa hè. Vỉa hè của mình là rộng đến 4 mét. Bờ ngang là 5m8. Giá của nó cực kỳ rẻ. Thị trường rồi, thị trường là đường Phạm Văn Đồng. Thì thường á, nó sẽ giá tầm khoảng là 100 vị trí này nha. Khoảng 101. Tức là khoảng 110 triệu. Như bên này là chú đang đòi 115 triệu này. Còn của mình đây, mình biết không, giá chỉ tầm khoảng 93 triệu 750 ngàn. Tức là họ đang bán nhanh với giá cực tốt luôn. Ở chỉ với là 93 triệu 750 ngàn. Mà của mình là ngay góc ngã ba người thôi. Gần ngay góc ngã ba. Tức là một vị trí cực kỳ thoáng và rộng rãi luôn. Thoáng rộng cực kỳ. Mà cái đường này mọi người, cái đường này là vào khu dân cư nha. Vào khu dân cư. Tại vì trong này là khu tái định cư do nhà nước đền bù và cấp. Cho nên khu trong này dân cư rất là đông. Tổng cộng tầm khoảng là 22.000 người dân mọi người. Đó, và lưng của mình là núi Cô Tiên, view mình là ra biển này. Rồi thì đỡ không mất nhiều thời gian mọi người á, thì Thịnh sẽ cho mọi người xem toàn cảnh về flycam nha, xem sổ hồng này, xem quy hoạch và bật mí cái giá bán ở cuối clip cho mọi người nắm được cái giá thị trường. Mà cái giá này tốt hơn thị trường tầm khoảng 10 đến 15 giá nha. 10 đến 15 giá. Đó. Và cái bên này thì diện tích tầm khoảng 130 m vuông của mình sẽ là 108,8 m vuông, toàn bộ đất ở đô thị, sổ hồng chuẩn chỉnh. Và ở đây là họ bán đất tại nhà mọi người. Mọi người lưu ý nha, đây là bán đất tại nhà. Hiện tại á, cái nhà này họ đang cho thuê, mà cho Tây thuê mọi người, cho Nga nó thuê. Và Nga đang làm cái phòng gym, tức là phòng gym kiểu như họ có mối quan hệ riêng của họ. Nga nó thuê xong nó sẽ có những cái người quen Nga ở đây, cộng đồng người Nga ở đây, và họ
sẽ tập trung ở đây để tập thể dục thể thao vào buổi sáng hay buổi tối thôi. Còn bây giờ họ đang đóng cửa thì không quay bên trong được. Nhưng mà mọi người lưu ý là đây bán đất tại nhà, và đất này rất sạch nha, nhà cấp 4 thôi. Mọi người yên tâm, không có gì phải lo lắng cả. Tại ở đây mọi người thường sợ là không mở cửa được thì sợ là có tâm linh hay không. Mọi người yên tâm, khu này đất sạch, không có vấn đề tâm linh nha. Còn nếu với lại một điều hiển nhiên nữa, trước khi mà mọi người làm việc á, mọi người nhờ người nhà hay là người đi xem thực tế thì sẽ kết nối để mọi người vào xem thực tế. Còn bây giờ tại vì Thịnh chỉ đang review thôi, Thịnh chưa có hoặc là chưa có khách, cho nên là mình xin vào nó cũng thật sự nó cũng hơi khó. Tại vì thứ nhất là người Nga họ thuê bất đồng về ngôn ngữ. Cái thứ hai, người chủ nhà là họ ở nước ngoài nha. Chủ nhà là họ ở nước ngoài và họ đang cần bán cái nhà này, cho nên họ bán giá rất tốt. Đó, giá rất tốt luôn. Tí nữa mọi người xem cuối clip mà biết được cái giá. Hãy chú ý nha, hãy xem hết để biết được cái giá mà ở đường Phạm Văn Đồng thế này, mà vị trí ngã ba phong thủy tốt, nở hậu hướng nam, lưng tựa núi, view hướng ra biển, không bị che chắn tầm nhìn, thì mọi người cứ xem hết clip nha. Rồi, cái phần mở đầu hôm nay tại vì sản phẩm này nó quá tốt, thành làm hơi dài, mọi người thông cảm cho Thịnh nha. Rồi, chúng ta vào xem chi tiết thôi vô. Dạ vâng, và đây chính là sổ hồng của cái nhà mình mọi người. Cái nhà của mình là thuộc thửa đất số 7, tờ bản đồ số 19 và địa chỉ của mình là tổ 14 đường Đệ thuộc phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và diện tích của mình là 108,8 m2 và hình thức sử dụng đây là sử dụng riêng và là đất ở đô thị được sử dụng lâu dài. Và sổ hồng của mình là thuộc 2016 mọi người. Ở đây là sổ hồng đã có tọa độ VN2000 rồi. Ở các điểm rõ ràng cho nên mua bán chỉ nhận một cách dễ dàng thôi. Đất của mình có phong thủy cực tốt mọi người. Tại vì thứ nhất là nó thuộc hướng nam này, và view này sẽ view nhìn trực diện ra biển. Và thứ hai nó sẽ nở hậu mọi người. Đó, mình sẽ có là thứ nhất là điểm 4, điểm 5 mọi người. Điểm 4 đến điểm 5 sẽ là 1m09 này, cộng với lại điểm 5, điểm 6 sẽ là 3m99, thì tức là sẽ là 5m08, gần 5m1 mọi người. Và nở hậu phía sau là điểm 1 đến điểm 2 sẽ là 5m62. Đó, và chiều sâu tầm khoảng hơn 20m nha mọi người. Đó, và hướng mình sẽ là hướng nam. Nằm trên đường này là đường rộng 22m, là đường Thanh Nhân Trung. Mình là góc ngã ba giữa đường Thanh Nhân Trung và đường Phạm Văn Đồng. Thì đường Phạm Văn Đồng sẽ là rộng 26m. Và vị trí này nói chung là thành thấy là cái hướng nam với lại nửa hậu nha. Đồ đất rất đẹp, bờ ngang hơn 5m cũng khá là ok đúng không ạ? Và đặc biệt là cái giá nó tốt nhất thị trường hiện tại. Nói chung là đường Phạm Văn Đồng đoạn này và số của dân đất được xây tự do dường như là giá đều trên 100 triệu. Nhưng mà riêng lô này là giá chưa tới 95 triệu. Ở lúc nãy Thịnh chia nè mọi người. Thịnh chia cái giá đó này. Thành chi cái giá nó tầm khoảng là mình lấy 10 tỷ 2 này là giá bán nhanh nha mọi người. Tại họ đang vay ngân hàng đã 7 tỷ 8 rồi. Họ vay 7 tỷ và họ mới cơ cấu thêm 800 triệu nữa là 7 tỷ 8. Thì họ lấy là 10 tỷ 2 này mà chia cho 108,8m là giá có 93, chưa tới 94 triệu. Đó, 93.750.000 thôi. Giá này Thịnh cam kết là giá tốt nhất thị trường so với mặt tiền đường Phạm Văn Đồng. Mà trong khi đây là nó là gần như ngã ba luôn rồi. Vị trí này và tương lai là mình kinh doanh buôn bán rất là tiện nha. Đó, nên đó là lý do vì sao Thịnh mới review để giới thiệu cho cô chú anh chị có thể đầu tư hoặc là xây nhà hoặc xây căn hộ và mình đi trước đón đầu đúng không ạ? Và đây chính là phần quy hoạch của bất động sản mọi người. Tại vì thật ra căn nhà này có người đang thuê và là người Tây mọi người. Là Tây thuê đang mức thuê chỉ có 5 triệu một tháng thôi. Đó, mình cho thuê để có người ở giữ nhà cho mình. Thì hiện tại họ đang làm phòng gym ở đây. Thì cho thuê cho nên Thịnh mới là về nhà, Thịnh tranh thủ quay bổ sung cho mọi người này. Thì cái bất động sản mình thì họ quy hoạch chuẩn chỉnh mọi người. Đây chính là cái bất động sản mình nha. Và hình hài quy hoạch mọi thứ rõ ràng hết mọi người. Mày thấy không? Đó. Rất là đẹp luôn, chuẩn chỉnh, nở hậu. Quy hoạch vẫn là đất ở đô thị bình thường, mặt tiền đường Phạm Văn Đồng, ngay góc cua giữa đường Phạm Văn Đồng và đường Thanh Nhân Trung. Và phần vị trí thì cái bất động sản này á, thì mọi người xem flycam này đúng không? Nhưng mà Thịnh bổ sung thêm cho mọi người cái hình ảnh trên Google Maps. Thịnh đang dùng chức năng đo khoảng cách này mọi người. Đó, đo khoảng cách vào lúc là 14:17 nha. Chức năng này của Google Maps. Thì cái bất động sản mình nằm ngay ngã ba này mọi người, ngay ngã ba đường Thanh Nhân Trung và đường Phạm Văn Đồng này. Và đối diện mình phía này là cái khu đất biệt thự. Tức là khu này là khu gọi là khu đô thị mới của phường Vĩnh Hòa và cũng chính là khu đất biệt thự. Cho nên là khu này bị khống chế, họ không xây cao tầng được. Mà lô đất của mình mọi người, đất mình vị trí này này là được xây cao tầng vì đất mình là đất bình thường, đất thổ cư bình thường cho mình sẽ được là số tầng một tâm. Thì khi mình xây cao tầng ở đây là view của mình mọi người sẽ nhìn thẳng vào đây là những khu biệt thự. Thứ nhất là khu mình là khu view mình là khu người giàu và thứ hai là mình cao hơn họ 3 tầng.
Tại khu này chỉ được xây cao 3 tầng thôi, còn mình được xây 6 tầng. Thì khi mà nhìn ra là thoáng view không có gì chắn ra mình, mà nhìn ra thẳng vào biển 10. Đó. Và khu này thì khu này là có mấy cái tòa nhà cao tầng này. Đó, mà khi mà nó hoàn thiện thì tin rằng là cái lượng dân cư sẽ rất đông và cả những khu này nó sẽ phát triển theo. Tại khu này đều có chủ hết rồi và đa phần là người đầu tư họ ôm bất động sản. Tại khu này là khu tái định, khu này là khu đô thị mà có sổ hồng ngay khi phân lô. Tức là nó là khu đô thị duy nhất ở Nha Trang bám biển, nằm ngay biển luôn người, nằm ngay biển mà lại là khu có sổ hồng ngay từ lúc phân lô, cho nên là không ép tiến độ xây dựng. Cũng chính vì vậy nhà đầu tư họ ôm bất động sản, họ không xây nhà. Đó cũng là một điểm mạnh, cũng là điểm yếu mọi người. Thì từ vị trí này mình ra tới mạch biển, đường biển mạch biển Phạm Anh của đường Nguyễn Cơ Thạch này thì tầm khoảng là 290m là ra ngay khu này. Và khu này cũng chính là khu của Marina. Đó, khu này là quán cà phê cũng như là bến du thuyền mọi người. Khu này là bến du thuyền nha. Đó, bến du thuyền Anna Marina này. Và ra ngoài này nữa là những khu resort. Đây này là những khu resort. Rất là nhiều những khu resort. Đó, này là Buma này. Rồi ra một chút nữa sẽ là Alibu. Và ra một chút nữa sẽ là những dãy mà của Amiana. Đó, những khu resort. Và ra một chút nữa là khu của Libera và những căn biệt thự và dinh thự ở khu nhà hát đó của Vega City. Đó, mọi người thấy không? Thì dần dần ở Nha Trang nó phát triển ra cánh bắc này. Tại vì đơn giản khu này quy hoạch dở hơn, giá còn rẻ hơn, quỹ đất còn nhiều. Và đặc biệt là gần ngay biển Nha Trang. Mà Nha Trang thì biển mới là cái nổi tiếng nhất và quan trọng nhất đúng không ạ? Đó. Thì mình đi trước đón đầu, tại vì đơn giản nó là đường Phạm Văn Đồng, là con đường vàng của thành phố Nha Trang, mặt tiền đường Phạm Văn Đồng. Và cái thứ hai nữa là ngay góc ngã ba và một nơi mà họ quy hoạch rất là đẹp, mọi người thấy không? Tổng quan và khu này là dường như là bám biển. Và mình ra biển chỉ có vài trăm mét thôi, mà đối diện mình lại là khu đô thị mới. Đó, và là những tòa nhà cao tầng, và tổng khu này tới 7 tòa nhà mọi người. Hiện tại thì 3 tòa thôi và chưa hoàn thiện nha. Nó có lý do của nó. Nhưng mà nếu như hoàn thiện một phát thì thịnh tin rằng khu này sẽ rất là phát triển. Tại vì nhà nước thì đang chính quyền ở Nha Trang là đang muốn là phát triển đủ những cái chi những cái chỉ số về cơ sở hạ tầng và dân cư để đủ chỉ tiêu trở thành trực thuộc trung ương. Cho nên là phía Bắc Nha Trang là một nơi mà rất là được nhiều người quan tâm nha. Đó, lý do là ở đây là có rất là nhiều những tòa nhà và dân cư đã ở đông rồi. Đây mọi người, sát bên mình này, phía sau lưng mình là khu dân cư rất là đông nha. Đó, nhiều căn hộ cho thuê, căn hộ cao tầng và khách sạn. Đó, đây là khu dân cư mới của phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Đó, cái lượng dân cư lên đến 22.000 người mọi người. Dạ vâng, và bây giờ từ vị trí của căn nhà mọi người, Thịnh sẽ dẫn trong mọi người đi một vòng để nắm được tổng quan cái khu vực này, cái thực tế về hiện trạng của lượng dân cư và tiện ích nha. Đó, thì ngay bên này là khu vực rửa xe này, rồi bán chè, bán yến, rồi bán cà phê mọi người. Đó, còn những kia là những tòa nhà cao tầng nha. Đó, mình đi thẳng ra đây là ra biển luôn. Tôi thẳng ra đây là ra lại biển này, là ra ngay chỗ bến du thuyền. Đây, thẳng ra đây tầm khoảng 200m ra ngay bến du thuyền, đường biển luôn. Đây là những quán cà phê này. Còn khu bên này cũng là khu dân cư rất đông nha. Khu này là khu dân cư rất là đông. Đó là khu tái định cư Hoàng Sợi mọi người. Còn phía bên này mình là khu này là khu lúc này thì có nói rồi đó. Khu này là khu đô thị mới của phường Vĩnh Hòa. Hay là nếu mà tiếng địa phương họ gọi là khu lắng biển rồi. Người dân địa phương họ nói là khu lắng biển. Thì khu này là khu dường như là khu duy nhất ở Nha Trang. Là khu đô thị mà nằm ngay bờ biển. Và đặc biệt nữa là nó có sổ ngay từ đầu. Tức là sổ hồng nó chuẩn chỉnh ngay từ đầu. Sổ hồng đất ở đô thị luôn. Đó. Và cái đường đi để mọi người thấy rằng là khu này là khu dân cư của mình đang phát triển, đang khá là phát triển nha. Đường xá rộng rãi. Và Nha Trang mình bắt buộc phải phát triển ra khu này thôi. Tại vì khu này đất còn rất là nhiều và nó gần biển. Và đặc biệt là ở đây mình không có sợ ngập lụt. Tại đây là đường lớn của mình, đường Phạm Văn Đồng, là đường Trần Phú nối dài mọi người. Đó là con đường vàng của thành phố mà. Giá nó tốt hơn thị trường khá nhiều đúng không ạ? Với cái mức giá là 10 tỷ 2, mình lấy 10 tỷ 2 mình chia cho 108,8 m² là có 93 triệu 750 ngàn thôi mọi người. Giá này quá tốt luôn. Chưa, hôm nay hồi trước khi họ toàn bán trên 100 triệu người. Mà cái giá này quá tốt mà cái diện tích nó vừa phải nằm ngay ngã ba nữa chứ. Và nó quy hoạch rất là nhiều những dự án đẹp. Ở đây là khu nào là khu vui chơi giải trí này, rồi phố đi bộ là chợ đêm. Rất là đẹp luôn. Mình đi tầm khoảng vài trăm mét là ra lại vị trí tắm biển rồi. Ở đây là người dân Nha Trang và mình đi trước để đón đầu mọi người. Tại cái đường lớn rồi gần biển rồi pháp lý chuẩn mình không lo gì đâu người. Với tầm tiền là 10 tỷ 2 dường như khó mà mua được ở cái đường Phạm Văn Đồng. Đó. Mà giá chưa tới 100 triệu đúng không? Chưa đến 5 triệu luôn. Quá tốt luôn mọi người. Đó, mà vị trí ngã ba đường qua lại rất tiện. Còn những vị trí mà dính cái giải ngăn cách này rất là khó trong vấn đề kinh doanh sau này. Còn mình đi trước ở vấn đề là nói chung là cái vị trí đó nói về phong thủy là thành thế nó khá là tốt nha. Chỉ là người chủ này họ ở nước ngoài và bây giờ họ cần thu tiền về.
Đó, cho nên họ bán giá rất là rẻ luôn. Đây, mình ra tới biển rồi người. Mình đã ra tới biển rồi đó. Giá thị trường ở khu này Thịnh bán nhiều lắm rồi, Thịnh nắm rất là rõ mọi người. Ở đây giá tầm khoảng là 110 triệu hết. Ra đoạn này thì giá cao rồi, ra đoạn này là cao hơn nhiều rồi. Đó, mình đã tới biển rồi, vị trí này mới tàu tắm biển được nha. Rồi, thì chắc là dẫn mọi người đi một vòng thế này thì mọi người biết rõ được cái khoảng cách này, cái thực trạng này, cái tiện ích cái dân cư đúng không ạ? Ở đây là đường chính Phạm Văn Đồng, mình không có thiếu gì đâu mọi người. Đèn điện rồi tất cả mọi thứ, vỉa hè rộng đến 4 mét, cho nên mình để xe sau này mình kinh doanh nó tiện. Còn ra tắm biển mọi người thấy không, đi tầm khoảng 2 phút là ra vị trí biển mình tắm biển rồi. Nãy thì đi rất là chậm nha, để mình nói chuyện này. Ôi, họ trồng hoa giấy giữa đẹp quá. Đó, rồi chắc là video này của Thịnh cũng đầy đủ thông tin rồi. Rất mong là kết nối được người đầu tư, hoặc là người mua để xây nhà, hoặc là xây căn hộ, hoặc xây khách sạn mini. Có thể là Thịnh hỗ trợ được cho mọi người sở hữu bất động sản này. Và lưu ý mọi người là cái giá này là giá họ giảm nhanh, đều bán nhanh. Họ chỉ bớt lọc thôi người, họ bớt lọc, họ bớt một chút xíu thôi. Cho cô chú chị nào gọi là thiện chí mua thì họ sẽ hỗ trợ mọi người. Đó, trong vấn đề là pháp lý này, tại vì họ đang vay ngân hàng. Và hỗ trợ mọi người thương thảo thêm một chút nha. Rồi, hướng này là về lại Điện Biên Phủ này. Thôi anh dừng anh, dừng cái này anh đứng nói chuyện cho dở. Đó, tại vì chạy xe tí nữa còn quay thêm nữa. Đó, đây là bên kia là Mường Thanh, không? Mường Thanh nó tắm biển các bạn dưới này. Đó, vị trí này người ta vẫn tắm biển bình thường. Và với cái mức giá 10 tỷ 2 cho lô đất 108,8 m² này, người thấy sao? Thì để lại quan điểm nha. Nếu cảm thấy phù hợp thì liên hệ Thịnh ngay qua số điện thoại là 0339 753 210. Thịnh sẽ hỗ trợ mọi người trong vấn đề là đàm phán một chút nữa và pháp lý nha. Còn chưa phù hợp thì hãy giúp Thịnh chia sẻ video này mọi người. Hãy chia sẻ cho bạn bè, người thân của mình, hoặc là vào trong hội nhóm đầu tư, những người quan tâm về thị trường bất động sản Nha Trang, đặc biệt là đường biển Phạm Văn Đồng và gần ngay bãi tắm. Đó, gần ngay biển chứ nhầm, gần ngay biển thôi. Đó, còn bãi tắm thì bãi tắm chính thì phải vào này rồi. Đó, phải vào Hoàng Trồng thì tầm khoảng thêm là khoảng 1,5 cây số nữa. Còn nếu mà ở vị trí này mọi người thì mình tắm biển được, nhưng không phải bãi tắm nha, nó gọi là bờ biển thôi. Đó. Chắc là Thịnh xin phép là dừng video đây. Cảm ơn mọi người một lần nữa và hy vọng video này có một chút thông tin hữu ích cho cô chú anh chị tham khảo. Và cầu mong rằng mọi người sẽ tìm được bất động sản đúng ý của mình nha. Một bất động sản phong thủy rất tốt, lưng tựa vào núi, view nhìn ra biển, hướng nam nha người. Hướng này là hướng nam nha. Tại vì ở Nha Trang người biển là hướng đông, nhưng thực tế là chỗ đó sẽ là hướng nam. Tại vì nó là một vòng cung, nó là một vòng cung nha người. Mình đi vòng cung ra đây này là ra các khu resort và bến du thuyền nha. Rồi, Thịnh xin phép dừng video. Chào mọi người, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Nhớ giúp Thịnh mọi người, hãy giúp Thịnh nhấn một like mọi người. Hãy giúp Thịnh nhấn một like và đăng ký kênh của Thịnh để theo dõi những video khác của Thịnh. Khi mà Thịnh tìm được bất động sản hợp lý, Thịnh sẽ bấm máy quay phim review cho mọi người với cam kết đầy đủ các thông tin cho mọi người xem, nắm được thị trường, tham khảo được thị trường nha.